Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách mà nộp tiền điện tại nhà được giảm 20%. Tức là các bạn mà nộp khoảng 50 triệu tiền điện thì các bạn được giảm 2%, 52 là 10 thì các bạn được trừ đi 10 triệu, còn có 40 triệu. Thì để làm thế nào là cách đó thì các bạn cài cho mình cái ứng dụng trên điện thoại, ứng dụng Viettel Pay. iPhone thì các bạn vào ứng dụng Store các bạn cài, còn Android các bạn vào CH Play. Đây iPhone thì các bạn vào cái App Store này nhé, đây cái App Store đây các bạn nhé. Còn Android các bạn vào cái CH Play, các bạn cài cho mình ứng dụng Viettel Pay và rồi mình mở lên. Và ứng dụng thì mình cũng có video hướng dẫn để cách sử dụng liên kết tài khoản với cái ví điện tử Viettel Pay này. Mình sẽ để cái đường link bên dưới video cho các bạn nào mà chưa biết cách sử dụng cũng như liên kết tài khoản vào ví điện tử, thì các bạn vào cái đường link các bạn xem video trước của mình. Còn video này mình hướng dẫn các bạn thanh toán tiền điện để mà được chiết khấu 2%. Thì đây là cái giao diện của cái Viettel Pay, thì một số chức năng liên kết tài khoản mình đã nói video trước, và video này mình chỉ các bạn cách đóng tiền điện mà được lời 2%. Thì trên cái màn hình điện thoại đây, các bạn nhìn cái biểu tượng của cái ứng dụng Viettel Pay, nó có rất là nhiều các công cụ hỗ trợ tiền đóng tiền điện và một số các chức năng chuyển tiền, nạp tiền, kể cả mua vé Vietlott cũng có. Thì giờ mình vào cái tiền điện này nhé, các bạn nhìn này, đây nó có ghi các bạn nhé: khuyến mãi lên đến 2% dành cho khách hàng lần đầu thanh toán tiền điện qua Viettel Pay. Tức là mình được giảm 2%, là cái 2% rất là lời rồi đấy. Thì cách thanh toán như thế nào thì ở đây có cái mã khách hàng để mình thanh toán. Nếu các bạn không biết mã khách hàng của mình là gì thì các bạn xem lại cái hóa đơn đây. Chẳng hạn đây một cái hóa đơn mà các bạn hay đi đóng tiền điện ấy, người ta sẽ khi mà đóng xong người ta sẽ đưa cho các bạn cái hóa đơn biên lai ấy, thì cái chỗ mà người ta cũng đã đang hướng dẫn các bạn này. Đây là một cái mã demo thôi, nhưng mà để mà các bạn biết được thì đây là cái vị trí mà mã khách hàng tiền điện đây, thì các bạn ghi cái mã khách hàng nó có đây, các bạn ghi cái mã của các bạn đấy nhá, cái mã mà các bạn đi đóng tiền điện người ta cấp cho, hoặc là bạn nào đăng ký một số điện thoại thì nó gửi cái số điện thoại, thì các bạn nhập đúng cái mã này nhá, đúng cái mã các bạn nhập vào cái dòng này. Thì ở đây thì mình cũng không có cái mã đấy, mình cũng không không phải là chủ căn hộ nên mình cũng không có cái mã đấy, để là mình nhập trực tiếp cho các bạn xem được, vì chủ căn hộ người ta mới có cái mã đấy, vì mình cũng đang đi thuê nhà nên mình không có cái mã đấy, các bạn thông cảm. Thì các bạn nhập cái mã vào đây cho mình nhé. Nhập xong rồi các bạn thì việc kích vào mục thanh toán là ứng dụng nó tự động lấy cái tiền của ví điện tử các bạn, nó thanh toán cho cái tiền điện này, thì các bạn sẽ được giảm 2%. Ví dụ 10 triệu thì các bạn còn có 9 triệu thôi, nó được lời rất là nhiều. Còn các bạn nào mà chưa biết cách sử dụng cái ví điện tử này thì mình sẽ để cái đường link bên dưới video để cho các bạn xem, vì cái ứng dụng này nó rất là hay, nó nhiều tính năng rất hay, không chỉ riêng là đóng tiền điện và các bạn chuyển tiền vào cái ứng dụng này cũng như là chuyển tiền từ ứng dụng này vào bất cứ một cái tài khoản ngân hàng nào đều không hề mất phí nhé. Và video mình làm đây cũng xin được kết thúc. Còn bạn nào mà chưa hiểu về cách sử dụng ứng dụng hay là có vấn đề gì trong khi chuyển tiền cũng như là nạp tiền điện thoại, trả tiền điện nước thì các bạn cứ comment bên dưới video, mình sẽ hướng dẫn trợ giúp cho các bạn. Các bạn thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.